Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Trong video clip hôm nay em muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu một siêu phẩm bức tượng được đục chạm. Một cụ cóc thiềm thừ nha các bác. Chất liệu là gỗ chắc ta, và em đo thông số. Với chân đế thì không phải là gỗ chắc em đo thông số của tượng. Tổng chiều ngang em đo là 32 cm. Cao là 14 cm. Để em quay chi tiết. Với cụ cóc thiềm thừ này, chất liệu là gỗ chắc ta, với chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm ạ. Vần gỗ thì không chê vào đâu được. Hàng để đục chạm bằng tay ạ. Chi tiết ạ, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Các bác xem và có thể cảm nhận được ạ. Đấy, cụ ngồi trên một cây gậy như ý ạ. Cây cầu như ý nha các bác. Với những chun tiền ạ, những đồng tiền, những thỏi vàng ạ, để đục chạm rất là tinh tế và sắc sảo. Đây mà sau nha các bác, chất liệu là gỗ chắc ta, để xem ạ, rất là nhiều đồng tiền phía dưới ạ, cũng ngồi trên một cây cầu như ý, đục chạm không chê vào đâu được, cái vân gỗ ạ, rất là đẹp nha các bác, chất gỗ đỏ đen ạ. Đục chạm rất là tinh tế và sắc sảo. Và em cũng báo giá giao lưu với cụ cóc thiềm thừ gỗ chắc này, giá là 2.700.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo em có một chiếc gạt tàn để đục chạm một con kỳ lân. Với chiếc gạt tàn này chất liệu là gỗ chắc ta, thì em đo thông số. Với chiều ngang em đo là 26 cm, sâu 18 cm nha các bác. Với chiếc gạt tàn được đục chạm một con kỳ lân, với những đường nét đục chạm tỉ mỉ thủ công, với chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm. Chỗ này là các bác có thể đựng gạt tàn vào đây ạ. Cái vân gỗ rất là đẹp nha các bác. Đây là mặt sau ạ. Với chiếc gạt tàn gỗ chắc này em cũng báo giá giao lưu, giá chỉ có 1.200.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo em có một chiếc chanh đĩa. Cái chiếc chanh đĩa này chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiếc chanh đĩa này có đường kính là 40 cm, cao là 47 cm. Chiếc chanh đĩa được khảm cảnh tích nha các bác, với chất liệu là gỗ gụ và được khảm ốc xa cừ, với chất ốc bảy bầu ạ. Hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công, chi tiết sắc nét. Mời xem bạn, những gương mặt được cắt tỉa nhìn rất là có hồn. Bên ngoài là cũng được khảm cảnh chim hoa nha các bác. Xen kẽ là những đường ô van là được khảm ạ. Kín ở trên liềm ngoài của chiếc đĩa. Với phần giá cũng được khảm ốc ạ, giá gỗ. Và với chiếc chanh đĩa được khảm cảnh tích này em báo giá là 3.500.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn. Tiếp theo em một chiếc cháp vuông. Với chiếc cháp vuông này chất liệu là gỗ chắc ta. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang em đo là 28 cm. Sâu là 17 cm nha các bác. Với chiếc cháp vuông này chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm cảnh tích, chất ốc xà cừ ạ. Được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Các bác xem ạ. Những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Chiếc cháp được hàng khảm tứ diện. Và đây là mặt sau ạ. Các bác xem ạ, cái chất gỗ ạ, vần không chê vào đâu được. Những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Tất cả những góc đều được gia cố vít đồng nha các bác. Dưới được khảm những đường dây neo liên chi. Cháp vuông gỗ chắc ạ, hàng không chê vào đâu được ạ, hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Ở đây là bên trên để ngang mặt ạ. Bên trên được khảm cánh đồng quê. Hàng được cắt tỉa và phối màu rất là đẹp. Gặp các bác tiểu phu đi gánh củi, em bé chăn trâu thổi sáo ạ, được phối nhìn rất là có hồn. Ở đây là bên trong ạ. Chất gỗ này em bao ạ, lành nặng liền nhạc, không có nứt nè, cong vênh gì. Và với chiếc cháp vuông gỗ chắc này em báo giá là 3.800.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác.
Tiếp theo bạn nào xuống bên đây ạ, em có một bộ trường Tam Sơn. Với bộ trường Tam Sơn này chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật, miền Nam gọi là gõ mật nha các bác. Bộ gồm có 5 món, gồm có hai chiếc ghế dài, hai đôn và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của chiếc bàn. Với chiếc bàn này tổng chiều dài là 115 cm, ngang là 55 cm và cao là 75 cm nha các bác. Em mà đến gần em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần rĩa bàn ạ. Với phần rĩa được đục chạm và được khảm ốc. Phần chân được đục chạm, đầu nâng chân cá. Với phần chân này em đo là 8 cm ạ, dày dặn chắc chắn. Với phần liễu ạ, được đục chạm và khảm cạch chim hoa, bên trên là những đường dây neo liên chi. Chân được đục chạm, đầu nâng chân cá. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt như nhau. Chất gỗ ạ, em bao đẹp ạ, liền nạc dày dặn chắc chắn. Dưới bàn có một chiếc sàn để các bác có thể đựng đồ được tiện nghi thoải mái. Và nên đến mặt bàn ạ. Để các bác xem với bên trong lòng bàn là một viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi ạ. Đá nguyên khối nha các bác. Cái vân đá rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo ạ, em hai chiếc ghế kích thước như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Với chiếc ghế nó có tổng chiều dài là 190 cm, sâu là 58 cm và ghế cao là 113 cm. Em mà đến gần thì em quay chi tiết. Các bác xem với chiếc ghế ạ, phần tựa gồm có 3 nô. Với bên trong ạ, tất cả tựa. Chính giữa bên trong là những viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi. Và bên ngoài được đục chạm và khảm cạch chim hoa. Xen kẽ là những đường dây neo liên chi là được khảm kín. Hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công. Và với nên đến chỗ ngồi ạ, phần chỗ ngồi cũng gồm có 3 ô đá, đều là đá cẩm thạch tự nhiên vân núi hết nha các bác. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể xem được kỹ hơn. Với bộ trường Tam Sơn ạ, bộ gồm có 5 món, tất cả phần tựa tay là đều mộng mạc ạ, mộng mạc chắc chắn ạ, mộng tháo rời. Và khi giao lưu cơ sở em bao miễn phí ship và đắp lát tại nhà cho tất cả các bác. Và tựa gồm 3 nô nha các bác, 2 nô ạ là đá tròn, nô chính giữa là đá bầu, bên ngoài được đục chạm và được khảm cảnh chim hoa. Phần tay ạ, tay cũng được đục chạm chim hoa nha các bác. Với phần chân ghế ạ, tất cả những phần chân này em đo dày 12 cm, cực kỳ dày dặn và chắc chắn rồi. Chân cũng được đục chạm, đầu nâng chân cá. Đây này em quay ra mặt sau ạ, với bộ trường Tam Sơn hàng đục chạm và khảm tứ diện, mặt sau cũng được đục chạm đúng như mặt trước ạ. Đục chạm dưới phần liễu ạ, phần liễu đều được đục chạm hết nhà các bác và được khảm ốc với chất gỗ ạ, em bao đẹp liền nạc dày dặn chắc chắn. Tiếp theo với hai chiếc đôn thì kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái, chiều ngang em đo là 50 cm, sâu là 40 cm. Em quay chi tiết phần liễu ạ, được đục chạm những cành hoa, những bông hoa. Phần chân cũng được đục chạm, đầu nâng chân cá. Tất cả phần bàn và đôn đều có chiếc sàn ở dưới để các bác có thể đựng đồ tiện nghi. Hàng rất là nặng nha các bác. Gỗ dày dặn. Với chiếc đôn hàng cũng được đục chạm tứ diện. Bốn mặt như nhau. Và với bộ trường Tam Sơn này em cũng báo giá giao lưu. Giá là 43 triệu thì em bao miễn phí ship và đắp lát tại nhà cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, sang bên đây thì em có một bộ tranh tứ quý, chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Bộ gồm có 4 tấm, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều cao em đo là 107 cm, ngang là 30 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết ạ. Với bộ tranh tứ quý này, chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. À, để khảm ốc xà cừ nha các bác. Với những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Tất cả lòng ván bên trong là ván liền. Chất gỗ này em bao nành nặn liền nạc, không có nứt nẻ gì. Thì các bác xem và có thể cảm nhận được cái vân gỗ rất là đẹp nha các bác.
hàng liền lạc dày dặn chắc chắn, với chất ốc xà cừ hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Để mình xem ạ, với bên trên này được khảm cái chim hoa, dưới được khảm đô phu thê viên mãn. Và khi ra lưu là cơ thể em sẽ nằm bóng ạ, sạch sẽ lại trước khi ra lưu, khi ra đến tận nơi cho các bác. Bên đây ạ, được khảm sen vịt, sen cò. Và em cũng báo giá giao lưu với bộ tranh tứ quý này, giá là 8 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, sang bên đây thì em có một cây tủ bày đồ với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam còn gọi là gõ mật nha các bác. Em đo thông số. Với cái tủ bày đồ này có chiều cao là 173 cm. Ngang là 70 cm. Sâu là 28 cm. Em nơi để gần để em quay chi tiết ạ. Em xem với tất cả bên trong ạ, được tạo hình rích rắc, tất cả các kệ bên trong ạ đều là gỗ ạ, ván gỗ hết ạ. Phần dưới đây gồm có hai cánh nha các bác, bên ngoài được đục chạm ạ, những bình hoa, những giỏ hoa, phần rĩu ạ cũng được đục chạm. Bên trong có một ngăn rất là lớn thì các bác có thể đựng đồ tiện nghi thoải mái ạ. Chất gỗ ạ, lành lặn liền lạc, không có nứt nẻ gì. Ở bên hông này là phần cánh nha các bác. Các bác mở la và với một cây tủ bày đồ này gồm có rất là nhiều ngăn, nhiều kệ. Các bác có thể trưng bày đồ theo sở thích. Với cái tủ bày đồ này thì rất là phù hợp với không gian vừa và nhỏ nha các bác. Các bác cũng có thể là mua một đôi để có ghép vào. Hay một đôi thì các bác có thể trưng bày. Em có báo giá giao lưu với cây tủ bày đồ này, giá là 9 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi tiếp theo sang bên đây thì em có một bức tranh mã đáo thành công. Bức tranh mã đáo thành công này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số. Với tổng chiều ngang em đo là 217 cm. Cao là 107 cm. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Với bức tranh mã đáo thành công này chất liệu nào gỗ vụ và được khảm ốc xà cừ. Với chất ốc bảy màu ạ, hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Rồi xem bạn những đường nét để cắt tỉa ạ, rất là có hồn. Chất gỗ ạ, này nặng liền nạc nha các bác. Và khi các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gửi ảnh chi tiết hơn cho các bác ạ về tất cả những sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Và ra đến ngoài khung ạ, những đường oval ạ, những đường nét ạ, hoa lá tây cũng được đục chạm vào khung ngoài cùng ạ, là cũng được khảm ốc nha các bác. Những đường oval, những đường dây neo liên chi ạ, là cũng được khảm ạ, chạy kín ạ vào ngoài cùng của khung. Và với bức tranh mã đáo thành công này em cũng báo giá giao lưu, giá là 18 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây, em có một đôi tranh cha mẹ với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Bên trên được khảm hai chữ Phúc Đức nha các bác. Và em đo thông số. Với đôi tranh cha mẹ này có tổng chiều cao 107 cm. Ngang là 30 cm. Em mà đến gần để em quay chi tiết ạ. Với đôi tranh cha mẹ chất liệu nào gỗ vụ và được khảm ốc xà cừ. Với chất ốc ạ, hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công với những câu chữ nói về cha mẹ, thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ hiền tất tả cánh gồng nuôi con, những câu chữ rất là ý nghĩa. Và xem ạ, với chất ốc hay xà cừ, hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Với chất gỗ này em bao lành lặn liền nạc, không có nứt nẻ cong vênh gì. Em báo giá giao lưu ạ, giá của đôi tranh cha mẹ này là 5 triệu 700. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm cuối cùng ạ, trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu có một cây tủ bày đồ. Với cây tủ bày đồ trúc nho này với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi gõ mật nha các bác. Em đo thông số.
Với cái tủ bày đồ có tổng chiều cao là 225 cm, ngang là 115 cm, sâu chiều sâu là 42 cm nha các bác. Em mà đến gần thì em quay chi tiết ạ. Với cây tủ bày đồ kích thước rất là to lớn ạ, với phần bên trên cùng ạ để đục chạm ạ, hai con chim và xen kẽ là đục chạm ạ, nho cuốn trúc, hàng đục chạm thì mình thủ công. Đây bác xem, với tất cả những phần đĩa ạ và những phần trụ đều được đục chạm. Xuống phía dưới ạ gồm có hai chiếc ngăn kéo và bên ngoài ạ được đục chạm cả chim hoa nha các bác. Với hai chiếc ngăn kéo ạ các bác có thể mở ra được đồ tiện nghi thoải mái. Phần giữa đây để đục chạm sóc nho và phần rĩa ạ đều được đục chạm ạ, nho cuốn trúc. Với phần chân ạ, chân em đo là dày 10 cm, đều được đục chạm. Gỗ niền nạc dày dặn chắc chắn, với cây tủ bày đồ hàng đục chạm ba mặt ạ, và hai bên hông cũng được đục chạm như nhau. Đây là hai phần cánh ạ, các bác mở ra và trưng bày đồ. Và với cây tủ bày đồ này, kích thước rất là to lớn như thế này ạ, bên trong ạ tất cả được những phần liễu ở ngoài đây ạ đều được đục trúc, và ván bên trong đều là ván đều là kính hết ạ. Để bác xem, các bác có thể kích thước to lớn như thế này, các bác thì trưng bày đồ sứ, đồ tượng, có thể trưng bày đồ cổ hay trưng bày rượu theo sở thích. Và em cũng báo giá và giao lưu ạ với cây tủ bày đồ trúc nho này, giá là 17 triệu, còn em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh, ra những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác ở gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.